Câu hỏi của chương trình là ai là người biểu diễn công phu đội được cả cái xe máy này lên đầu? Mời bạn, bạn là ai? Tôi là một phượt thủ cặp bạn đồng hành, là chiếc nón này và chiếc xe gắn máy. Tôi thương tụi nó lắm. Mà cái gì thương thì mình phải đội lên đầu. Tôi là người có thể đội chiếc xe máy đó lên đầu. Em là ai? Tôi là người bán chuối chiên, nhưng mà bán ế hoài, không có lời. Thành ra thôi đội xe máy bán cho có lời ha. Rồi bây giờ tôi khẳng định tôi là người đội xe máy. Đối với tôi, cái lu là một vật rất thiêng liêng. Nhờ có nó mà tôi có nước tắm, nước tưới, nước rửa. Lãng gian không? Ngày nào tôi cũng phải đội lu đi lấy nước. Tại vì sông Niên ở rất là xa. Sông Niên luôn. Và đội mô tô là chuyện bình thường. Tôi chính là người đội xe máy trên đầu. Tờ xanh không hỏi em gì hết trơn vậy anh? Em nói tự do đi. Dạ, em khen anh tươi xanh. Em là dòng sản phẩm nào? Dạ, em là người đội xe máy trên đầu. Bà rảnh quá. Hết hồn mà tao là bây giờ mà nói nửa ngày à. Rồi, mời bạn. Ta là ma tốc độ. Ta vượt ngàn dặm xa lộ cho chiếc xe ma quái. Mà có những lúc quái quái, xe lại hư, nó không chở ta. Thì ta đành phải chở nó vậy. Ta là người đội xe máy trên đầu. Rồi, mời đặt câu hỏi. Anh số 3, khi mà nguyên một cái xe máy mà lớn như vậy, chắc chắn là có một cái điểm để tiếp xúc giữa anh với lại cái xe máy khi mà anh đội lên. Vậy thì cái điểm đó ở cái xe máy là điểm nào? Dạ, chính giữa chiếc xe chị, để mình giữ được cái thăng bằng để xe nó không bị rớt. Anh có phải lót cái gì giữa anh và cái xe dạ, máy dạ đúng không? Rồi chị, phải lót một cái khăn. Anh không tin là số 4 đội xe máy đâu. Nếu mà lát nữa tự nhiên nhả ra cái mà số 4 đội xe máy liền. Chắc em đi về liền luôn. Ủa mà sao anh số 3 cầm cái mâm giùm chị số 2 vậy? Để số hồi nữa bưng cái đó. Anh số 5 ơi, anh cho em hỏi là thí dụ như là mình đội cái chiếc xe đó lên là mình học nội công hay là mình học ảo thuật hay là mình học cái gì? Ta dùng năng lực siêu nhiên để đội. Anh số 1, ví dụ như mà khi mà mình đội cái xe đó lên á thì nó có cái yêu cầu gì về chiếc xe không? Ví dụ như là ở bên trong phụ tùng xe, anh có phải lấy một cái bộ phận nào ra để nó không có gây nguy hiểm cho anh? Vâng, thật sự thì không cần thiết. Đôi khi vẫn có thể để một người lên xe và em vẫn có thể đội lên đầu được. Tôi hỏi em số 2. Em đội xe này từ khi nào? Từ khi em tham gia một đoàn xiếc. Cái đầu em có cái đặc biệt để em có thể đội được cái xe? Không có, thì em tham gia một đoàn xiếc, lúc đó là em học thăng bằng trước. Đội cái xe này cần phải có sự thăng bằng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái xe này rất nặng, hồi nãy chị thấy là khi mà em đội cái chú chiên đó là em nặng, em chịu không nổi. Thì làm sao em có chịu được cái xe? Không phải chịu không nổi mà tại sức hút của bánh cam em chịu không nổi. Sức hút bánh cam chịu nổi. Bị gì trong này để có được cái này là đó là cũng một thời gian chịu không nổi bánh cam đó. Để đẩy 1000 cái bánh cam vô đây thì nó mới ra cái màu này. Thôi chứ không? Ăn bánh cam chứ trả tiền cho em. Không, hiểu à, hiểu. Cái này người ta gọi là ăn bánh trả tiền nè. Ok, thì trả thôi. Móc ra trả liền đi anh. Đó. Tôi trả bằng cái khác, cô này ngộ. Lẹ ra nha, em đợi. Tiền gì không có, móc tiền Hàn Quốc ra trả đi. Anh ngộ quá à, anh thiệt. Ăn ở sao? Cái ghét quá nên là. Hỏi em số 3, trước khi em đổi xe em tập đổi gì? Dạ, trước khi đổi xe thì em đổi các vật nhẹ để mình tập thăng bằng trước. Rồi sau đó mình sẽ có được cái thăng bằng, từ đó là em nâng cấp lên cái bài tập của mình từ từ, càng ngày càng khó hơn. Cái xe này nhiêu ký em? Dạ 135 kg. Cái sức nặng mà em đội được hiện tại bây giờ đó là em tăng lên tới được bao nhiêu ký rồi? Dạ một xe máy và thậm chí là có một người khoảng chừng 50-60 kg ngồi ở trên đó. Ví dụ như cỡ em số 2 ngồi lên đó em đội được không? Nếu mà bạn số 2 thì em đội mình bạn thôi. Cái gì? Cho chị hỏi số 4 là khi mà em đổi cái xe đó. Tập trung nè em ơi, số 4 nhìn chị nè. Dạ. Nãy giờ nghe chị hỏi gì chưa? Dạ em nghe chị. Chị hỏi cái gì trả lời lại coi. Dạ khi em đổi chiếc xe đó chị mới nói nhiêu đó hả chị? Dễ thương quá. Dễ thương. Đổi lại liền.
Dạ, mắt thì nhìn Trấn Thành đi, lỗ tai vẫn nghe chị, nghe quá giỏi. Dạ. Người ta là công việc, tình dạ. cảm ra tình cảm. Đúng, đúng. Một lát là người ta có cái vị trí là cướp xe rồi. Dân đi bà này quá, lại thần kinh vững, đội xe nhiều, thần kinh vững nè. Thì đó, con người ta chia hai mà, nửa này nửa kia, phải không? Một nửa nhìn Trấn Thành, một nửa nhìn Hồng Đào, đúng không? Là khi mà mình đội xe lên đó, mình đứng tại chỗ hay mình có thể bước đi một vài bước? Dạ, bước đi một vài bước vậy. Bước đi, làm sao mình giữ được cái xe? Tại vì khi em đi như vậy là trọng lượng nó trông trên, làm sao giữ được? Dạ, tại quen. Ồ, tại quen. Thôi, câu hỏi cũng đã đầy đủ. Và bây giờ xin mời lựa chọn người bí ẩn. Em có gì cười dữ vậy cưng? Thật ra là cái game này nó rất là khó. Mới đầu thì em với lại anh Nu phân vân rất là nhiều. Nhưng mà thôi, mình rút kinh nghiệm từ cái game trước. Là cái người mà làm cho mình phân tâm nhất thì cái người đó chính là người bí ẩn. Với lại một cái nữa, em rất là thắc mắc, cái đuôi bút đó là sao? Đúng. Phần trên rất đúng nha, nhưng phần dưới nó sai. Biết đâu ta hóa trang sao, ta diễn sao? Cái bộ đồ nó đi với đôi bút nó không hợp chứ. Không, như cái đôi bút đó là cái đôi bút chuyên nghiệp anh ạ. Cái đôi bút đó là cái đôi bút mà để... Ôi anh Trấn Thành. Cái đôi bút là đôi bút đồ xe. Cái độ bám của cái đôi bút đó nó chắc hơn cái đôi bút hai bên đây. Anh Vân Sơn, còn anh thì sao? Cái người mà bí ẩn mà Vân Sơn chọn với Hồng Đào chọn ở đây á, khi cái người mà có thể đội được cái xe lên đầu là một cái tạng người chắc chắn. Có nghĩa là phải có một cái thế nó tấn cho nó chắc. Ví dụ như bạn số 5 đây đó, là cái dạng thấp người đã có thể chịu được những cái thăng bằng và chịu được sức mạnh rất là nặng. Thưa quý vị, Nu Phước Thịnh đã lựa chọn người phụ nữ tôi lựa chọn. Và Nu Phước Thịnh lựa chọn người phụ nữ đã lựa chọn tôi. Nhưng dù cho có ấy lựa chọn tôi thì Nu Phước Thịnh cũng đã lựa chọn người phụ nữ đó. Và người phụ nữ đó đã lựa chọn một cái điều mà Nu Phước Thịnh đang lựa chọn. Và lựa chọn người phụ nữ nào thì người phụ nữ đó phải đến với cái sự lựa chọn đó. Để sự lựa chọn của Nu Phước Thịnh là một sự lựa chọn không có là sai. Và bây giờ tổng đài đóng lời. Quý vị khán giả không cần nhắn tin nữa, bởi vì đã có sự lựa chọn rồi. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố lại, người chiến thắng sẽ nhận được một phiếu mua hàng trị giá 10 triệu của hệ thống siêu thị điện máy Xanh. Còn bây giờ, người bí ẩn là ai? Chúng ta sẽ biết sau vài phút quảng cáo. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của chương trình: ai là người có thể đội được xe máy lên đầu? Đội khách chọn số 4, đội nhà chọn số 5. Và đáp án là... Cô ấy đã ôm người phụ nữ chọn anh Thành. Lấy bữa chị đừng có khiêng em lên. Tôi ngỡ ngàng. Tôi chỉ biết là người phụ nữ nó thuộc về tôi, luôn luôn là những người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng mà thật sự phải công nhận cái hay của chương trình là không ai có thể nhận ra được. Hãy nhìn đi. Vậy sao Nu nhận ra? Tại vì em đang đánh cược với bản thân em. Em muốn chọn những cái mà người ta không bao giờ chọn. Anh Thành thấy rõ ràng em đã thử tất cả mọi hướng rồi. Rõ ràng từ cử chịu hất tóc cho đến tất cả mọi thứ. Bế tắc. Hoàn toàn bế tắc, chỉ có đôi bút là em nghi thôi. Không, nhưng mà thật sự khi mà em lên mà ôm chị thử á, thì cái tay rất là chắc và cái bàn tay thì cực kỳ nhám. Đâu có ai ngờ. Bạn là ai? Em tên Hiếu Nhân. Em hiện đang là huấn luyện viên thể hình. Em là ai bé? Em tên là Võ Thị Hồng Gấm. Thì ra công việc của em thiệt là em bán bánh cam. Mời em. Dạ, em tên là Phạm Minh Trọng. Em là giáo viên dạy toán. Em dạy toán hả? Bạn là ai? Em là Việt, em là sinh viên, em không muốn đòi xe lên đầu. Bé. Bé là ai anh ạ? À? Dạ, còn em tên Quỳnh Hữu Cường. Em có biệt danh cúng cơm đó là Tú Tú anh. Tú Tú xinh quá. Tú Tú. Dạ. Tú Tú ơi, nó nghe nè. Hồi xưa đó, ai mà xúi em chơi mà đội xe lên đầu vậy? Dạ, tại vì cái này đam mê nghề nghiệp thôi anh. Em đi theo một người bạn cũng xiết trong những cái đám tiệc rồi đó. Rồi cái em thấy em đam mê quá, rồi em học theo. Ra biểu diễn với Tú Tú. Cảm ơn giống người bí ẩn. Thưa quý vị, Quỳnh Hữu Cường. Dạ, đổi cái xe giúp.
thấy anh rớt nước mắt, tại em cũng muốn rớt nước mắt hiểu quá. Tại tôi thấy cái công việc của bà nó cực khổ quá. Sao lựa chọn cái công việc này? Tại vì em là người thế giới thứ ba anh. Cho nên em cũng không biết làm gì để nuôi sống bản thân của mình. Chỉ biết nghề là về diễn xiếc. Đặng em nuôi sống cha của em. Tại em mất mẹ rồi em chỉ còn cha thôi. Vậy mỗi một người có một cái nghề, và khi cái nghề đó thành một cái đỉnh cao nào đó thì nó sẽ trở thành cái nghiệp của họ. Thì bây giờ tôi tặng bạn 10 triệu. Khi mà chị chợt thấy là trước khi em trình diễn đó, em quay vô em vái tổ, thấy rõ là em vái tổ. Mà những người nghệ sĩ như chúng tôi thì trước khi ra sân khấu hay trước khi trình diễn đó thì chúng tôi đều vái tổ để cho chúng tôi có sức mạnh, có sự duyên dáng, có tất cả mọi thứ để làm phục vụ vừa lòng quý vị khán giả. Đến mà mức nào là càng nhiều càng tốt cho chúng tôi thì với chị em đúng là một nghệ sĩ. Thôi giờ vậy, chị tặng em ít tiền để nuôi cha già nghe. Cảm ơn chị rất nhiều. Mỗi lần em được biểu diễn á, em gặp người quen em sợ vậy lắm, không có dám biểu diễn ở trước mặt người ta. Em đi xứ xa, nhà em thì ở Đồng Tháp, mà nhưng vì hoàn cảnh ép buộc kiếm tiền cho nên em đành phải hy sinh. Thì dầu em giả dạng cái gì giả dạng, mà bình thường em là con trai là được rồi. Cho nên em vì cuộc sống cho nên em hy sinh, em mới đi làm để có tiền vậy hả. Mà mình về mình lo cho cha mình, miễn sao mình vui là được rồi. Thôi bây giờ thế này, bây giờ hoàn cảnh em tạm để qua bên đi, anh nói về cái tài năng của em. À, anh có dịp đi ở khắp mọi nơi thế giới và xem nhiều show lắm rồi. Nhưng cái màn trình diễn của em vừa rồi thì anh quá kinh ngạc. Và đến khi có một cô gái ngồi trên chiếc xe nữa thì anh chết lặng. Cái tài năng của em không phải chỉ tất cả anh chị em ở đây, khán giả ở đây không, mà anh biết rằng với những khách ngoại quốc, khách du lịch đến với Việt Nam chúng ta, khi họ được xem những tiết mục như thế này là họ cảm phục người Việt Nam chúng ta, cảm phục những người như em vô cùng. Anh hứa với em, anh cố gắng anh sẽ tạo một cái điểm để cho tất cả những tài năng đặc biệt như em như vậy, không phải để trình diễn cho Việt Nam xem không, mà cho người nước ngoài họ xem, cho họ phục Việt Nam mình. Yeah. Cảm ơn anh Vân Sơn. Khi mà chú đánh cái quả liều mà tôi chọn bạn á, thì tôi nghĩ rằng là vì lúc mình có xem cái bàn tay của bạn, tôi không tưởng tượng được là nó gân guốc như thế, cho nên tôi đã quyết định tôi chọn bạn. Tôi cảm phục bạn rất là nhiều. Tôi cảm phục ở cái quyết tâm đó, là cái ý chí của bạn. Bạn yêu nghề, bạn yêu như là nuôi yêu nghề của nó. Cũng xin tặng cho bạn 10 triệu để bạn về. Nhưng mà có một lời nhắn là đừng bao giờ nghĩ là người khác coi thường. Đó là công việc, đó là tất cứ niềm đam mê của bạn. Bạn không cần phải sợ bất cứ một ai, thì không ai có quyền phán xét, ngăn cấm bạn đến ước mơ, giấc mơ và đam mê của bạn được. Và bạn làm công việc đó để cho gia đình, để tốt cho bạn. Tôi chỉ muốn bạn có cái suy nghĩ như vậy. Chúc em có sức khỏe và một ngày nào đó sẽ được một cái sự giúp đỡ nào đó. Trước mắt là có thể là từ anh Vân Sơn để mình trình diễn cho rất nhiều người xem mà biết được cái tài năng của em. Và em tự hào nói với họ rằng tôi là người Việt Nam.